tủ điện thoại này nét. Tay ga Đình Tuấn đó ở dưới 0907 063 0907 063 993 đúng mạnh nhỉ. Ừ, đúng rồi. Tụi ông này ông canh mình hay sao, ông phát này là có không? Hello anh em nhá. Chiều ra Elizabeth nha. Ra sớm là Elizabeth đấy, ngủ ít thôi. Biển nào? Dạ, Sài Gòn nhiều. Đây có đâu? Sài Gòn nó là 51 rồi. 59 rồi. Đến 59 rồi. Chia sẻ anh em hết con Vespa này luôn này. Đó, chế cơ. Biết thì dễ, không biết thì lại là khó. Đó, điện thoại này cực kỳ là nét. Thời tiết hiện tại đang ở đây đang là hiện tại 39 độ C nha anh em. Đó, không? Nắng anh em không? Mình đang đứng trên cái dù này. Nó khá là nóng. Nhưng không quan trọng là nắng hay là mát. Quan trọng là tình nghĩa anh em. Chia sẻ trên 50 người. Trên 50 người coi nha anh em. Hy vọng rằng chia sẻ các bạn rồi nhớ các bạn học. Bận gì về ăn, bận không nổ. Rồi thì mọi người đón xem, mọi người vừa xem, mọi người vừa chia sẻ. Rồi kế tiếp nhóm làm lợi xăng và nhóm học phun xăng điện tử FI vài đêm anh em chuẩn bị nhá. Cứ khi nào Đình Tuấn xong xuôi tất cả mọi công việc thì mình sẽ hẹn anh em có một cái giờ live stream FI và xăng. Được chưa? Đó, FI và xăng. Rồi cái tài liệu cũ của 2021 này. Đấy, nói chung là anh em nào cần thì mình tặng. Những anh em nào mua phụ tùng này, được chưa? Rồi những anh em nào mua nước tẩy rửa, đấy, mình sẽ tặng hết cho anh em 10 quyển này. Và kế tiếp nó sẽ là bộ 2022. Đó, 10 quyển đầu tiên này. Anh em mua nước tẩy rửa, nước thải này, mua lần khoảng 10 lít, 5 lít trở lên nhá. 5-10 lít trở lên mình sẽ tặng cho anh em phun cái chân IC. Rồi hết 10 quyển này, 10 quyển kế tiếp nó sẽ là của 2022. Đó. Rồi chiều nay mình ship nước thải cho anh em. Đó, về nhà đọc cái gì hay thì đọc. Ok. Đó. Rồi kế tiếp nó sẽ là của 2022 nha. Cái này 2021 thì đương nhiên nó sẽ không đủ vào 2022. Rồi anh em muốn chia sẻ hết về con Rally, con xe Vespa này thì trên 50 người coi. Đấy, và xe này tình trạng nó hay bị cái gì mình sẽ mô phứm cho anh em luôn. Xe này có chip từ
Đây chip ở dưới này. Xe này có người làm chip rồi, người ta khoét lỗ rồi. Thì xe này khách hàng bỏ rất lâu và đi những cái tiệm nhỏ nhỏ ở khu vực có rất ít anh em không sửa được. Thì hôm nay khách hàng lấy cái xe ô tô chở lên thì con xe đã nổ rồi nha anh em. Thì con xe này nổ rồi thì lúc này mình chờ khách hàng tới, lúc sáng mình quên không lấy số điện thoại để mình kêu khách hàng có nhu cầu thì làm thêm cái nồi và thay cái lao đề. Cái lao đề này nó không trả lại, nó kêu to quá anh em. Đấy, bởi vì hư cái lò xo rồi. Rồi nó bung ra, nó không trả lại về. Đó, ok. Đó, nên nó kêu. Rồi, cái nồi này sẽ xài chung với 2V. 3V nó nhỏ hơn nha anh em. Rồi, ắc bi xài bằng nhôm. Đấy, khá là nét. Đó. Vespa cách đây khoảng vài năm về trước là sự đẳng cấp, còn bây giờ nó hầu như chỉ là xe ve chai thôi. Còn bây giờ hình như nó chỉ vào cái trạm anh em chia sẻ đủ anh em ơi, trời nắng quá, 50 người đi. Rồi, đặc biệt cái xe này thì mà 100 con thì chết mất 90 con. Nó hay chết mặt đánh lửa nha anh em. Đó, anh em thấy đánh lửa không có hay đánh lửa yếu thì anh em bắt bận. IC này chết 100%. Thì lúc đây mình sẽ cấy con IC lửa bình. Lửa bình thì không phải anh em lấy Zimway lắp vào là được đâu. Zimway lắp vào thì anh em sẽ chạy không bao giờ ngọt. Đó. Còn anh em nào cần IC này thì anh em comment. Và tuyệt đối chúng ta đừng bao giờ mang những cục IC này đi sửa nha. Sửa nó cũng chẳng ngon đâu. Tiền sửa và tiền đi mua con IC này lắp vào còn rẻ hơn so với tiền sửa. Đó. Mà lắp con IC này chạy vào lại ngọt đường, ngọt lửa nữa nha anh em. Nó chỉ có 4 sợi dây, cực kỳ đơn giản. Qua kia chia sẻ giùm anh cái, nói giùm anh cái, nói đi anh quay cho nó hoạt động như nào. Đi đi, nói đi, nói đi. Đời nhà Tống. Đâu em nói chứ. Rồi, IC này thì đơn giản. Cho anh em cái dây màu cam này. Đấy, nó sẽ là 12V sau khóa để nuôi cho IC xấu. Và cái dây đen này sẽ là dây mát. Cam 12V, đen mát, anh em có thể lấy cái bút, lấy cái giấy ghi vào. Cái dây màu xanh lá chuối này sẽ là tín hiệu đầu vào kích ở dưới mâm điện đi lên. Và cái dây màu tím này nó sẽ là tín hiệu đầu ra, RAM mô bình sườn cao áp. Đó, đơn giản là thế. Thì cục IC này các bạn chỉ cần cắt cho Đình Tuấn hai sợi dây cô lập là dây màu xanh lá, lá chuối này các bạn cắt bỏ ở một, và dây màu tím chạy xuống IC là 2, à chạy xuống mô bình là 3, là 2. Đó, anh em cắt cho mình hai sợi dây xanh lá chuối và tím. Rồi, hai dây xanh lá chuối và tím thì anh em sẽ nối vào IC này. Đây. Rồi. Hai dây còn lại là mát thì anh em sẽ nối vào dây đen ở trên cục IC cũ. Cứ có màu đen là anh em nối vào. Còn cái dây màu cam này thì anh em lựa cho Đình Tuấn 12V sau khóa. Trên cục IC này nó sẽ là dây màu xanh lợt ra trời này. Không có thì anh em chỉ cần dùng cái bóng đèn thử.
Không có, nếu anh em cứ nhớ dây to này là đấu vào 12V sau khóa. Nó sẽ to hơn với những dây bình thường. Đấy, được chưa? Cái này là 12V sau khóa này. Nói hiểu đúng hơn, nó sẽ là 12V từ relay. Đấy, gọi là relay chính. Từ bên này chạy qua hai con relay này. Chạy qua đây. Rồi, ok anh em bấm số 1. Chắc buổi trưa nay nhiều anh em đi chơi lễ chưa về. Có anh em nào hiểu rồi, bấm cái số 1. Qua bài để buổi trưa đi ăn cơm, nóng quá mọi người ơi. Hẹn tối nay 20:30 chúng ta gặp nhau live stream về phun xăng điện tử. Ok, bấm số 1. Bốn sợi dây, cắt hai sợi dây trong IC là xong. Rồi anh em nào ở khu vực Hà Nội hay sử dụng những dòng xe Vespa, VS, lửa bình thì anh em cần anh em comment. Đủ điện thoại này không coi được comment, nó bóp comment dữ không? Hiếu Hòa ơi, tí nữa em ra em lục cái bộ dây điện của Smoky anh trai ơi. Hôm qua giờ em lục chưa có. Tí em lục coi có thì đầu giờ chiều em gọi lại cho anh trai. Nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chiều nay anh em nào mua thuốc tẩy này, tẩy lốc này tặng anh em. Bữa nay tặng hết, không buôn bán gì nữa, chán rồi. Bữa nay làm phước. Làm phước nhân dịp lễ mùng 2 tháng 9. Rồi, ở đây có hai con relay, anh em nhìn vào màu dây hoặc anh em chụp màn hình nhanh. Con relay ở bên mặt nạ đi vào, nó sẽ là bên tay phải. Nó sẽ là relay đèn. Đây. Relay này sẽ là relay chính. Đấy, relay chính. Relay này sẽ là dây cam 12V sau khóa. Dây cam sọc đen này sẽ là dây mát cho cuộn dây. Đóng tiếp điểm 12V từ dây cam lớn chạy qua dây màu xanh. Cấp 12V vào IC. Ok. Rồi dây này sẽ là 12V trực tiếp từ cầu chì. Dây này sẽ là lên đèn. Dây đen sẽ là dây mát cho cuộn dây. Dây này sẽ là từ công tắc đèn chính. Bật công tắc đèn chính cấp 12V vào relay. Có mát chờ sẵn. Đóng tiết điểm từ dây lớn qua dây này. Đấy, gọi là dây màu xám đi. Xám lớn qua xám này, đèn sáng. Nếu đèn không sáng thì các bạn có thể nối hai dây này là một, bỏ relay. Được chưa? Là xong. Rồi, xe này có chức năng bảo mật, đèn cốt đơ, ok. Chip này đã được thay rồi. IC AC 191. Gì vậy? Cái đèn nó nét thế. Thoải nét nhỉ. Bao nhiêu tiền một con? Zalo anh trai ơi. Giá rẻ. Đó là hoạt động cho anh em trên con xe Vespa mình sang con. Rồi thôi, buổi trưa không làm phiền anh em nghỉ trưa. Xin chào mọi người. Hẹn gặp anh em đêm nay 20:30.
kết thúc.